Trong video ngày hôm nay, Andy sẽ mang đến cho mọi người một thông tin cực kỳ là quan trọng liên quan đến việc định cư Canada. Vào ngày 31 tháng 5 năm 2023, Bộ Di trú Canada vừa cho ra mắt một công cụ tuyển chọn theo danh mục dành cho hệ thống Experientry, mà thông tin này mọi người không thể nào mà miss được nha. Nhớ theo dõi video. Trước khi đi vào nội dung chính thì mình xin tự giới thiệu, mình tên là Andy Lu, mình là RCIC IRB, hiện đang làm việc tại văn phòng Yesterday Toronto. Không những là một RCIC IRB mà mình cùng với công ty Yesterday đã hỗ trợ thành công hơn hàng ngàn hồ sơ khách hàng muốn du lịch, du học cũng như định cư đến Canada hàng năm. Đây là một video không nhằm tư vấn bất kỳ ai hết. Nếu mọi người có nhu cầu tư vấn riêng về trường hợp của mình thì mọi người luôn luôn có thể liên hệ với Yesterday hoặc là Andy hoặc là những anh chị RCC hay luật sư di trú mà mình tin tưởng để mình có thể được tư vấn chi tiết nha mọi người. Đây chỉ là một video nói về thông tin thôi, để mọi người có thể tham khảo và tìm hiểu thêm về việc định cư của Canada nha. Theo thông báo của Bộ Di trú Canada vào ngày hôm qua thì bắt đầu từ năm 2023 thì Expert Entry sẽ bắt đầu áp dụng chính sách rút điểm ưu tiên cho các ứng viên hiện đang trong pool của Expert Entry, bao gồm cả 3 chương trình là CEC, Federal Skill Worker và Federal Skill Trade. Dành cho các bạn chưa biết Expert Entry là gì thì mình xin đính chính lại, Expert Entry không phải là một chương trình định cư, mà trong Expert Entry sẽ có 3 chương trình định cư chính, đó chính là CEC, Canadian Experience Class, Federal Skill Workers và Federal Skill Trade. Thì nếu mà các ứng viên họ đủ điều kiện để tham gia vào một trong 3 chương trình này thì họ có thể đi vào tạo một cái profile trong Expert Entry, và cái hệ thống này sẽ tính một cái điểm rất là riêng dành cho họ. Và hàng tháng thì chính phủ Canada sẽ tổ chức rút một cái số điểm chung cho những cái chương trình này. Nếu mà số điểm của bạn cao hơn cái số điểm mà chính phủ rút thì bạn sẽ được mời để tham gia và apply để trở thành thường trú nhân tại Canada. Thì như các bạn cũng biết rồi đó, trong cái thời gian vừa qua trong hệ thống Expert Entry, cho dù là các bạn nằm trong cái pool của CEC hay là Federal Skill Worker hoặc là Federal Skill Trade thì số điểm hiện đang rút trong hệ thống này cũng rất là cao, tầm 480 đến 485 hoặc thậm chí là 500 điểm cũng có. Nên là rất là nhiều bạn du học sinh sau khi tốt nghiệp ra mình có đủ một năm kinh nghiệm làm việc để tham gia CEC, hoặc là những anh chị có những cái profile khủng, có background khủng tại Việt Nam đang tham gia chương trình Federal Skill Worker, hoặc là những anh chị mình làm trong Skill Trade đang tham gia Federal Skill Trade đều rất là chật vật trong việc để được tuyển chọn và hoặc là được mời để mà tham gia apply vào định cư tại Canada. Do đó ngày hôm qua Bộ Di trú Canada mới vừa cho ra mắt một cái hệ thống tuyển chọn ứng viên ưu tiên theo những cái hạng mục bao gồm: thứ nhất là những ứng viên có thể làm việc và nói tiếng Pháp trong Canada. Thứ hai, đối với những ứng viên mà các bạn làm trong những cái lĩnh vực sau thì chắc chắn các bạn sẽ được ưu tiên trong hệ thống Expert Entry, bao gồm lĩnh vực healthcare là hệ thống làm lĩnh vực y tế nè. Thứ hai là mọi người làm trong lĩnh vực STEM là công nghệ, kỹ thuật, khoa học và toán học. Thứ ba là mọi người làm trong lĩnh vực transport là cái vận chuyển và vận tải. Và thứ tư, mọi người làm trong lĩnh vực trade occupation, nghĩa là mình làm trong những lĩnh vực liên quan đến tay nghề, chẳng hạn như là construction, sửa nhà hoặc là mình sửa ống nước hoặc là thợ điện cũng được ưu tiên. Và cuối cùng, nếu mà các bạn làm trong cái lĩnh vực là agriculture hoặc là agri-food, nghĩa là mình làm trong lĩnh vực nông nghiệp hoặc là nông sản, thì mọi người cũng được ưu tiên trong hệ thống Expert Entry này luôn. Cách vận hành của cái thông báo này như thế nào thì mọi người có thể hiểu như sau. Thứ nhất là nếu mà mọi người nằm trong cái số điểm từ 450 đến 460 chẳng hạn, thì mọi người thấy là cái số điểm vừa qua nó nằm trong khoảng từ 408 đến 500 thì mọi người sẽ không được rút. Nhưng mà nếu mọi người có một trong những cái điểm được ưu tiên mà Andy mới vừa nêu bên trên, như là mình có tiếng Pháp nè, hoặc là mình làm trong những ngành nghề như là healthcare hoặc là mình làm trong transport, thì mình sẽ được ưu tiên rút riêng trong những cái đợt khác. Và nếu mà cho dù số điểm mình không có được quá cao nhưng mình làm trong những lĩnh vực đó hoặc là mình có tiếng Pháp thì mình sẽ được ưu tiên để mà được mời để trở thành thường trú nhân của Canada. Và Andy đã đào sâu hơn cho từng cái ngành nghề mà những cái danh mục mà occupation mà chính phủ đưa ra luôn, để mà đưa ra được những cái ví dụ sau cho mọi người có thể dễ hình dung hơn là mọi người làm trong những ngành nghề cụ thể nào thì mình sẽ được ưu tiên. Thứ nhất là ngành nghề healthcare thì mọi người cũng dễ hiểu rồi, mình làm tất cả những gì liên quan đến y tế là mình đều có thể được ưu tiên cả, bao gồm là y tá nè, bác sĩ, hoặc là mình làm nha sĩ, hoặc là mình là dược sĩ, mình là dental assistant, mình đều được ưu tiên hết. Thứ hai, dành cho những bạn mà mình muốn đang quan tâm đến những lĩnh vực STEM á, thì mình có thể nghĩ đến những ngành nghề như là architecture nè, mình là kiến trúc sư, hoặc là mình là người làm landscape, thiết kế landscape, hoặc là mình làm web designer, web developer, hoặc là mình là coder, programmer. Những ngành nghề đó đều liên quan trong ngành STEM hết. Và thứ ba, nếu mọi người quan tâm đến lĩnh vực transport thì mọi người có thể hình dung trong đầu những
những cái ngành nghề liên quan đến aircraft, như là mình làm về sửa chữa hay là bảo trì máy bay nè, hoặc là mình làm pilot nè, phi công nè, hoặc là mình làm về truck driver, có nghĩa là những người lái xe tải để mà vận chuyển hàng hóa, là mình cũng được ưu tiên luôn. Và thứ tư, nếu mà mọi người đang nghĩ đến là những ngành nghề liên quan đến trades, thì mọi người có thể nghĩ đến những công việc như là electrician, là thợ điện, hoặc là thợ sửa ống nước, hoặc là mình làm về ngành nghề construction, mình làm painter, mình làm sơn phết, hoặc là mình lót sàn, hoặc là mình sửa chữa, lắp ráp, hoặc là thay thế những cái máy điều hòa trong những cái building commercial hoặc là building residential, mình được đều được ưu tiên hết. Và cuối cùng, dành cho những bạn mà quan tâm đến agriculture và agri-food á, thì mình có thể hình dung là mình làm trong những cái công việc như là supervisor trong cái farm, hoặc là mình làm về butcher trong người sạc chặt thịt á, và mổ xẻ thịt á, trong wholesale hoặc là retail cũng được. Về tiếng Pháp thì mình tin chắc là rất là nhiều bạn đang nghĩ trong đầu là bây giờ đi học thêm tiếng Pháp sẽ là một việc rất là khó luôn. Nhưng mà cái việc đi học thêm tiếng Pháp này đã được những cái bạn ở những cái nước khác không phải người Việt Nam mình làm rất là nhiều rồi. Như là những bạn ở Ấn Độ nè, hoặc là Philippines, hoặc là Trung Quốc, những bạn này cũng đang đi học tiếng Pháp thêm và họ đã đạt được những điều đó. Thậm chí là có một số bạn khách hàng trong Yesterday đã là người Việt Nam, đã chưa bao giờ học tiếng Pháp, nhưng mà những bạn này đã thành công học trong vòng 6 tháng và đạt được cái mức độ tiếng Pháp để giúp cho những bạn này định cư thành công. Thì nếu mà mình có thêm tiếng Pháp tại Canada này thì mình cũng được ưu tiên trong cái thông báo mới của Expedentry này. Và dành cho những bạn chưa biết á, trong tiếng Pháp nếu mà mình chỉ cần đạt được COB 7 trong tất cả các ban của tiếng Pháp thôi là mình đã có thể được cộng thêm 62 điểm trong cái profile Expedentry của mình. Thì COB 7 thì mọi người có thể hình dung là tầm IELTS 6.0 đó mọi người. Còn một cái điều rất là quan trọng luôn mà nếu mà mọi người chỉ đọc cái thông báo chung chung ở ngoài thì mọi người sẽ không thấy cái điều này đâu. Đó chính là nếu mà mọi người muốn được lựa chọn ưu tiên để mà rút trong cái những cái chính sách mới này á, thì bắt buộc mọi người phải có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm làm việc trong vòng 3 năm trở lại đây. Kinh nghiệm này không cần nhất thiết phải ở trong Canada, ở ngoài Canada cũng được. Điều đó có nghĩa là có rất là nhiều khách hàng, các bạn đến Canada, các bạn du học, sau đó các bạn định cư theo nhìn CC, nhưng mà các bạn không biết là các bạn đã qualify vào nhìn Federal Skill Worker, nhất là những bạn đã có bằng cấp và kinh nghiệm làm việc ở ngoài Canada, ở Việt Nam rồi. Thì mọi người hoàn toàn có thể mở song song nhìn CC và Federal Skill Worker, và hoàn toàn có thể được rút trong một quá trình mình còn đang đi học ở Canada và mời để trở thành chủ nhân của Canada luôn. Vậy thì những bạn nào mà chưa mở hồ sơ, hoặc là các bạn sắp đủ kinh nghiệm 1 năm để có thể trở thành một người ứng viên sáng giá trong CC, thì mọi người có thể liên hệ Yesterday ngay hoặc liên hệ với Andy để mà mình có thể bắt đầu mở hồ sơ Expedentry và nắm lấy cơ hội này để trở thành thường chủ nhân của Canada mọi người nha. Mỗi năm thì Bộ Di trú Canada cũng sẽ thay đổi những ngành nghề trong cái danh sách ngành nghề này tùy theo cái kinh tế cũng như nhu cầu về nhân lực trong những ngành nghề khác nhau tại Canada mà họ cảm thấy là quan trọng. Đó, nhưng mà theo anh thì thấy thì năm cái nhóm ngành trên sẽ ở yên như vậy trong vòng một vài năm nữa, nên là đây cũng là một cái kim chỉ nam dành cho những bạn du học sinh mà mình có hứng thú với việc du học tại Canada, có thể dùng nó để mà hoạch định kế hoạch đến du học Canada theo những ngành nghề này, thì nó có thể mang đến cho mình rất là nhiều lợi ích, như là khi mà tốt nghiệp ra thì mình có thể dễ tìm việc hơn nè, và mình có thể dễ dàng định cư hơn nếu mà mình đi theo cái kim chỉ nam này. Những ngành nghề khác thì Andy không dám chắc chắn lắm, nhưng mà có những ngành nghề sau Andy có niềm tin khá là lớn sẽ ở trong cái danh sách ngành nghề được ưu tiên của Canada khá là lâu, đó chính là healthcare và construction. Healthcare thì khỏi nói rồi, y tế Canada lúc nào cũng cần nhân lực hết. Và về construction đó thì mọi người cũng thấy đó là hiện giờ giá nhà của Canada ngày càng tăng lên và mọi người đều đang rất là thiếu nhà, và thậm chí có thể dẫn đến tình trạng là mọi người phải đấu giá trong việc thuê nhà nữa, nên là cái việc làm construction Canada rất là quan trọng để mà chính phủ Canada có thể xây thêm nhà cửa để phục vụ cho cái việc mà người nhập cư đến Canada nhiều hơn, có chỗ ở, cũng như là để cho cái cơn sốt giá nhà nó hạ xuống một chút trong cái việc mà demand quá nhiều mà supply lại quá ít. Ok, hy vọng là cái video này mang đến cho mọi người kiến thức cần thiết để mọi người có thể tiếp tục con đường du học định cư của mình một cách thông minh hơn và có kế hoạch hơn. Nếu mà mọi người cảm thấy video này là hữu ích thì mọi người nhớ chia sẻ cho người thân cũng như bạn bè của mình biết, nếu như những người thân bạn bè của mình có nhu cầu du học hoặc định cư đến Canada. Và mọi người nhớ like video này để mà team mình có thêm động lực làm thêm những video giống vậy nữa, và nhớ theo dõi và subscribe theo kênh YouTube này của Andy để mà mình có thể gặp nhau hàng tuần và nói chuyện nhiều hơn trong việc du học định cư và cuộc sống tại Canada. Bye bye mọi người.